Chào mừng các bạn đến với gà Excel. Trong bài học hôm nay mình hướng dẫn các bạn về sắp tô tờ trong Excel thì có hai loại. Đầu tiên là công cụ sắp tô tờ trong Excel và thứ hai là hàm sắp tô tờ. Các bạn chú ý nhé, các bạn có thể tải cái file này trong phần mô tả phía dưới video để các bạn cùng thực hành với mình. Thứ hai, trong cái sheet bên cạnh mình đã tổng hợp các cái video hay nhất của kênh gà Excel để các bạn có thể tham khảo và các bạn học bài học cho phù hợp ạ. Đầu tiên là công cụ sắp tô tờ giả sử ta có dữ liệu về ngày đây là các khu vực Bắc Trung Nam và đây là các cái sản phẩm cuối cùng là doanh thu giả sử ta muốn tính sắp tô tờ cho cái phần khu vực ấy thì đầu tiên ấy các bạn sẽ vào thẻ hôm này các bạn chọn sort and filter đấy rồi các bạn tích vào sort có thể tích tăng dần hoặc đây là tích giảm dần cách thứ hai là các bạn sẽ nháy chuột phải vào một ô bất kỳ trong cái cột khu vực này các bạn chọn sort đấy ạ đấy sau khi mình đã sắp xếp khu vực thành miền bắc miền nam và miền trung ấy Đấy, thì mình sẽ dùng sắp tô tờ nhé Các bạn vào thẻ data Đấy, Các bạn chọn sắp tô tờ ở đây ạ Đấy nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ sắp tô tờ mới Thì đầu tiên ý, Cái thành phần đầu tiên ý là mình sẽ chọn cái title Tức là chọn cái tiêu đề nào các bạn muốn sắp tô tờ Ví dụ ở đây mình chọn là khu vực đúng không ạ Đấy Thành phần thứ hai ý, là cái hàm mình muốn sử dụng Thì ở đây mình có thể dùng hàm xăm, hàm cao, hàm trung bình, max và min Ví dụ mình tính xăm đi ạ cuối cùng là cái thành phần mà các bạn muốn tính sắp tô tờ ví dụ mình tính là doanh thu đi ạ các bạn tích ok đấy như vậy là nó đã tính tổng doanh thu theo các cái khu vực đấy, miền bắc tổng là gì ạ ở đây là 6 triệu miền nam ở đây là 5 triệu và miền trung ở đây các bạn tích đúp để mở rộng cái ô này ra là 11 triệu thì các bạn chú ý nhá sau khi các bạn sắp tô tờ ấy thì ở bên trái đây nó có ba cái group này nếu các bạn tích vào một ý, thì nó sẽ chọn group một tức là tổng toàn bộ dữ liệu của mình là 23 triệu đúng không ạ các bạn tích vào số 2 đây này, này tức là cái group thứ hai là nó là bắc miền nam miền trung lại nó sẽ nhóm lại ở đây ạ đấy các bạn có thể tích vào dấu cộng này thì các bạn mở rộng cái khu vực phía bắc ra thôi hoặc các bạn tích thêm cái miền trung này chẳng hạn thế thì mình mở cái miền trung ra thôi còn miền nam ở đây là vẫn ẩn ạ nếu mà mình tích vào cái thứ ba này thì nó sẽ mở rộng tất cả toàn bộ dữ liệu của mình đấy là cái sắp tô tờ thứ hai giả sử nếu mình muốn ngoài phần tính tổng ấy, thì mình có thể tính trung bình nhé thì các bạn lại tích vào gì ạ? Sắp tua tờ nữa. Cái phần function ở đây các bạn có thể chọn trung bình. Đấy. Thì các bạn phải bỏ cái chọn replacement nhá. Nếu mà bạn là tích ở đây rồi thì các bạn phải bỏ tích đi thì nó sẽ thêm cái phần trung bình nữa bên cạnh cái phần tổng này. Đấy, các bạn tích ok. Đây nó sẽ tính cả trung bình. Trung bình là một triệu và tổng là 6 triệu. Đấy. Tương tự thì các bạn có thể thêm cái phần cao cũng được ạ. Đây ngoài trung bình mình có thể max hoặc min hoặc là cao cũng được. Đấy, ví dụ mình là thêm cái cao nữa đi thì nó sẽ đếm. Ở đây là 6, Bây giờ để bỏ subtotal thì các bạn làm như nào? Vẫn là trong cái thẻ data các bạn vào subtotal. Các bạn chọn remove all thì nó sẽ trở về dữ liệu ban đầu. Mình có thể tính subtotal cho cái phần sản phẩm nhá. Ở đây mình có tất cả là gì ạ? 6 sản phẩm đúng không ạ? Đấy thì các bạn nháy chuột phải này. Các bạn sort theo sản phẩm đi. Các bạn sẽ vào subtotal. Đấy, cũng tương tự thôi ạ. Thì ở cái phần đây mình sẽ chọn là gì ạ? Sản phẩm đúng không ạ? Đấy, ví dụ mình chọn là doanh thu đi. Các bạn tích ok. Đấy thì nó sẽ ra là doanh thu À, ở đây là hàm cao ạ à. Bây giờ ví dụ mình thêm cái phần tính tổng nữa Thì các bạn chọn ở đây là sum. Các bạn thích ok Đấy nó sẽ thêm phần tính tổng và cao Đấy là cái công cụ -tô tờ trong Excel khá là hay đấy Ok bây giờ bỏ đi nha các bạn Và Subtoter các bạn remove all Tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn về hàm -tô tờ Các bạn sẽ gõ gì ạ à? Bằng -tô tờ đây này Các bạn ấn Tab Thì đầu tiên ý, nó gọi là Function Number Tức là cái số chức năng của hàm Thì nếu các bạn muốn tính trung bình thì các bạn có số 1 đấy đếm thì số 2 tương tự các bạn có thể nhìn xuống dưới này các bạn lăn xuống dưới này mà các hàm, hàm mà các bạn mong muốn ạ, đấy ví dụ 9 là hàm xăm đúng không ạ thì các bạn 9 này phải thì ví dụ mình tính tổng doanh thu ở đây nhá đấy các bạn enter đấy thì nó tổng ở đây là bao nhiêu 23 triệu đây này. cái hàm sát total là nó có thể thay được rất nhiều hàm và nó phụ thuộc vào cái function number mà thực tế ấy, thì mình mình không thích dùng cái hàm sắp tô tờ bởi vì để nhớ cái function number ấy, thì còn khó hơn là mình nhớ tên hàm luôn ví dụ mình không muốn nhớ số 9 đâu mà mình sẽ gọi hàm xăm luôn đấy nhưng có một cái sắp tờ rất hay mình giới thiệu các bạn đó là gì ạ Vì ở đây bảng sắp tờ mà mọi người rất hay dùng nhé sắp tờ nó gọi là cái hàm function number là 109 đấy, ạ. đấy. các bạn ví dụ mình tính tổng ở đây nhá đấy. ok ví dụ tổng ở đây là 23 triệu đúng không ạ thì tại sao cái này lại hay ạ Bây giờ giả sử mình lọc nhá. Đấy, ví dụ mình tích vào khu vực, mình tích là gì ạ? Phía Bắc chẳng hạn thế đúng không? Thì cái sắp tô tập 109 ở đây ấy, nó chỉ tính tổng những cái ô mà hiển thị thôi. Còn những cái ô không hiển thị thì nó sẽ không tính tổng. Đấy, rất là hay ạ. Ví dụ mình muốn miền cả miền Nam nữa. Thì đây là tổng cả miền Bắc, miền Nam. Đấy, bây giờ tích, tích vào hết thì nó sẽ tính tổng toàn bộ ở đây. Đấy, ví dụ mình chọn ngày, là ngày 24 đi ạ. Đấy, thì nó sẽ tổng của chỉ ngày 24 thôi. Tức là chỉ những cái ô nó hiện ở đây thì nó tính tổng thôi. Đây cái này rất là hay dùng ạ. Đấy, bây giờ mình bỏ phim tới hết đi nhá. Ok, như vậy là mình đã kết thúc bài học sắp tô tờ ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ gái Excel cũng như chia sẻ để mọi người cùng học nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.